Những năm gần đây, tin tức cha mẹ bị xuất huyết não, huyết áp tăng vọt dẫn đến đột quỵ, thậm chí ngất xỉu và phải nhập viện khi giúp con làm bài tập đã trở nên quá phổ biến. Cha mẹ ở Trung Quốc có thể đột quỵ vì dạy con học bài. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Anh và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một học sinh cuối cấp ở Trung Quốc lớn tiếng tuyên thệ được lan truyền trên mạng.

do nam sinh nói lớn tiếng quá mức nên sau một thời gian người ta thậm chí không thể nghe rõ cậu ta đang hét gì nữa tuy nhiên sau mỗi câu nói cậu ấy như muốn nôn và ho khiến vô số cư dân mạng bật cười một số người mỉa mai nhận xét đây là hình ảnh thu nhỏ tuyên truyền kiểu Trung Quốc. Chỉ cần hét thêm một lần nữa là anh ấy sẽ phải vào ICU. Những người khác nói, mỗi lời tuyên bố đều khiến anh ta buồn nôn. Tại sao lại tạo áp lực cho bản thân như vậy? Nhìn xem, bạn chỉ mới học cấp 3 mà đã có quá nhiều áp lực. Trên thực tế, việc học sinh phổ thông tuyên thệ như trên không phải là hiếm có ở Trung Quốc. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, Trường Trung học Trung ương Hồ Nam, huyện Tương Trức đã diễn ra buổi lễ khai mạc hành trình 100 ngày chinh phục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một học sinh nữ lớp 12 đã có phát biểu đầy nhiệt huyết với biểu cảm khó coi. 100 ngày là thật ngắn, ngắn đến mức chỉ là thoáng qua, nhưng 100 ngày cũng là rất dài, đủ để thay đổi cuộc sống của một người. Thầy cô và cha mẹ đang mong chờ chúng ta, quê hương đang mong chờ chúng ta, tương lai đang chờ đợi chúng ta. Lần này, làm sao bạn có thể lùi bước? không ai sinh ra đã yếu đuối, không ai chắc chắn sẽ thất bại. Tất cả chúng ta đều đang làm việc chăm chỉ, thắp đèn đến tận nửa đêm, vậy tại sao chúng ta lại cam chịu sự thất bại? Phần phát biểu đầy cảm xúc của cô gái đã nhận được tiếng vỗ tay từ học sinh trong khán phòng. Nếu tôi chơi ít hơn một chút, tôi có thể làm thêm nhiều bài tập. Nếu tôi chơi ít hơn một chút, tôi có thể ghi nhớ thêm kiến thức. Khuôn viên trường lúc 6 giờ sáng thực sự tối tăm, nhưng điểm số trên 600 thực sự rực rỡ. Tuy nhiên, sau khi đoạn video cô gái phát biểu say sưa được lan truyền trên mạng, cư dân mạng Trung Quốc hoàn toàn tập trung vào biểu cảm của cô. Nhiều người nhận xét, ánh mắt trừng trừng của cô bé gợi nhớ đến cảm giác của Đại học Bắc Kinh. Mặc dù lời nói của cô bé rất hùng hồn, nhưng ánh mắt và biểu cảm của cô ấy khiến tôi sợ hãi. Tôi sẽ thấy ấn lạnh tận xương nếu ngồi dưới khán đài. Một số cư dân mạng còn cho rằng, điều tồi tệ không phải ở cô gái này mà là ở hệ thống giáo dục không bình thường. Những người khác đặt câu hỏi liệu việc được nhận vào một trường đại học danh tiếng có thực sự thay đổi cuộc đời một người hay không? Có người chỉ ra rằng trình độ học vấn quả thực rất quan trọng, nhưng nền tảng vững chắc và các mối quan hệ còn quan trọng hơn. Một cư dân mạng than thở rằng dù có bằng thạc sĩ, nhưng họ chỉ kiếm được mức lương hàng tháng 4.500 nhân dân tệ, khoảng 15 triệu Việt Nam đồng, và phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Khi đọc đến đây, có thể bạn sẽ thấy rất tò mò vì sao học sinh ở Trung Quốc lại có những hành động như vậy trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Nói đến đây thì phải nói đến tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh đại học đối với học sinh Trung Quốc. Ở Trung Quốc, cạnh tranh xã hội khốc liệt, điểm thi tuyển sinh đại học được nhiều người coi là thước đo quan trọng về khả năng và nỗ lực của học sinh. Điểm thi tuyển sinh đại học xuất sắc có thể mang lại cơ hội trúng tuyển đại học tốt, tạo nền tảng vững chắc cho các cá nhân nâng cao khả năng cạnh tranh việc làm và địa vị xã hội cũng như sự phát triển trong tương lai. Điều này đã trở thành một sự đồng thuận được thừa nhận rộng rãi ở Trung Quốc. Để theo đuổi một tương lai đầy hứa hẹn cho con em mình, các bậc cha mẹ Trung Quốc thường đăng ký cho con tham gia các lớp dạy kèm và bồi dưỡng ngoại khóa ngay từ khi còn rất nhỏ. Như câu nói phổ biến trên mạng, không thể để con mình thua ngay từ vạch xuất phát. Nhưng điều này cũng khiến trẻ con mất đi niềm vui tuổi thơ và khiến chúng phải chịu những áp lực mà lẽ ra không nên gánh chịu ở độ tuổi này. Trong đoạn video clip, một cậu bé lớp 1 đang học một mình bỗng hòa khóc vì không thuộc một bài thơ cổ. Cậu nói rằng mình không muốn đến trường nữa rồi lau nước mắt và tiếp tục học. Vì không hiểu được câu hỏi ngoại khóa nên sau khi mẹ đi rồi, cậu bé giận dữ tát mình hai cái. Sau khi theo dõi sự việc qua camera giám sát, phụ huynh cảm thấy rất có lỗi. Trong video này, một cô gái vừa khóc vừa nói với bố về những áp lực học hành. Con gái: "Bố ơi, con chỉ hỏi bố một câu thôi, bố có thể trả lời được không? Bố có thể cho con biết con đã làm gì sai không? Con còn thiếu sót gì, có vấn đề gì vậy ạ?" Con đã làm xong bài tập về nhà, vậy tại sao con không thể chơi? Con có gặp vấn đề gì không nếu đã làm xong mọi việc cần làm? Bố. Được rồi, con có thể chơi một lúc nhưng đừng quá sức nhé. Con gái. Con đi ngủ lúc 9 giờ, con được chơi muộn đến mấy giờ? Con đã bao giờ thức quá nửa đêm chưa? Bố. Con đang làm tốt mà, cứ tiếp tục nào. Con gái. Bố muốn làm gì ở con nữa ạ? À? Nếu cứ thế này thì ngay cả robot cũng không thể xử lý được, con cần hơn 8 tay để xử lý việc này. Về việc giúp con bớt áp lực hơn, bố thử xem bố có thể chịu được không? Nếu bố cần tiền, bố có thể đi vay, bố có thể tự kiếm tiền thuê nhà, bố không cần phải lo lắng, bố có thể tự chăm sóc bản thân mình, con có thể tự làm bài tập về nhà, con có thể ngủ. Bây giờ con có quá nhiều áp lực, nếu con có thể tự mình giải quyết mọi việc liệu con có cần bố không? Hãy trân trọng tuổi thơ của con khi bố còn có thể. Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, cô gái này đột nhiên bật cười rồi lại rơi nước mắt. Cư dân mạng nhận xét rằng dù qua màn hình nhưng họ cũng có thể cảm nhận được áp lực học tập đối với cô bé vô cùng lớn. Một số nhận xét: Là một người mẹ, tôi thực sự đã khóc khi xem điều này. Một cô bé lớp 8 vừa làm xong bài tập về nhà lúc 3 giờ sáng, cô gục xuống sàn khóc nức nở. Cô gái: Em làm xong bài tập rồi. Chị, em đang làm gì vậy? Cô gái: Em làm xong bài tập rồi. Cư dân mạng bình luận: Trẻ em ngày nay phải đối mặt với áp lực rất lớn. Tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe tinh thần của đứa trẻ này. Tiếng cười của em nghe có vẻ bất thường. Điều này thực sự có thể khiến đứa trẻ phát điên. Trong video này, một bé gái lớp 9 đang học nội chú đang gọi điện cho bố. Bố, này con, nói chậm lại, đừng vội, nói chậm lại. Cô gái, ngày nào con cũng cảm thấy mình sống vội vã. Con đi học về, ăn xong, tắm rửa, giặt rũ rồi phải làm bài tập về nhà. Sau đó, con phải học thuộc lòng và ghi nhớ. Cuối cùng, con cũng đi ngủ sau 11 giờ nhưng phải dậy lúc 5 giờ sáng, con buồn ngủ lắm, con cần phải ngủ. Khi thức dậy, con phải học đến 5 giờ 40 phút sáng và giáo viên yêu cầu chúng con có mặt ở trường lúc 6 giờ 30 phút sáng. Một lần, con dậy muộn, khi đến lớp, con bị phạt chép lại một đoạn trong sách, con đã ngủ gật trong giờ học buổi sáng. Nghe tiếng khóc của con gái, người cha đau khổ im lặng. Một cư dân mạng cho biết, tôi đã khóc khi con khóc, trẻ con thời nay thật khổ quá. Ngoài sự suy sụp của trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh cũng bị trầm cảm khi dạy kèm cho con làm bài tập về nhà. Người mẹ này đang giúp con làm bài tập về nhà, nhưng dù con nói gì con cũng không hiểu, bà đã thất vọng đến mức bật khóc. Mẹ, nếu một thùng dầu là 54 tệ, thì hai thùng dầu là bao nhiêu? Con, 108 tệ. Mẹ, đúng rồi, mẹ mua hai thùng dầu giá 108 nhân dân tệ, bây giờ mua hai thùng được tặng một. Vậy nếu mẹ trả 108 nhân dân tệ, mẹ sẽ nhận được bao nhiêu thùng dầu? Con, 108 tệ, mẹ được hai thùng. Người cha này cũng bị khủng hoảng khi giúp con gái làm bài tập về nhà, một số cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng. Con tôi đang học lớp 1, yêu cầu của vợ tôi ngày càng tăng, tôi vô cùng lo lắng cho con mình, giờ tôi thấy chán nản quá, vợ tôi ngày nào cũng tức giận khi dạy kèm con học, tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng khi ở nhà. Điều này cho thấy ở Trung Quốc, ai đảm nhận việc hướng dẫn con cái học sẽ bị áp lực và cảm thấy vô cùng căng thẳng, trẻ em cũng vì thế mà bị căng thẳng theo. Trong video clip này, một người mẹ vô cùng tức giận khi giúp con làm bài tập về nhà. Trong khi đó, chồng cô trốn dưới chăn, run rẩy. Những năm gần đây, tin tức cha mẹ bị sốt huyết não, huyết áp tăng vọt dẫn đến đột quỵ, thậm chí ngất xỉu và phải nhập viện khi giúp con làm bài tập đã trở nên quá phổ biến. Cuối tháng 9 năm 2023, NetEase đăng bài viết có tựa đề Người mẹ 38 tuổi qua đời vì sốt huyết não khi đang giúp con làm bài tập về nhà, đứa con thứ hai mới 1 tuổi. Một số cư dân mạng nói rằng Họ không biết các quốc gia khác làm như thế nào, nhưng hệ thống giáo dục ở Trung Quốc thực sự có thể khiến người ta phát điên. Thành tích học tập kém dẫn đến phải lưu ban một năm. Sau khi về nhà, học sinh bị phạt viết bài và chép bài vào đêm khuya. Cha mẹ bất lực, hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đồng hành, hỗ trợ con học tập. Họ thường chứa đầy sự lo lắng và cảm xúc tiêu cực. Giáo dục giống như một chiếc gông cùm và thòng lọng siết chặt mọi thành viên trong gia đình. Bài báo nói rằng người mẹ tức giận đến mức chết vì sốt huyết não khi đang giúp con làm bài tập. Cái chết của bà không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình mà còn phủ bóng đen lên cuộc đời của đứa trẻ. Đứa trẻ cảm thấy như đã giết mẹ mình, luôn sống trong sự trách móc và mặc cảm. Đây là một bi kịch, nhưng bi kịch này đang xảy ra với hàng nghìn gia đình ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sự điên cuồng của nền giáo dục kiểu Trung Quốc dường như khó có thể ngăn chặn được. Các video lan truyền trên Internet cho thấy, học sinh trường trung học Thành Thủy ở tỉnh Hà Bắc vừa ăn vừa xem điện thoại để tiết kiệm thời gian học tập. Đoạn video này được cho là do một giáo viên trong trường quay, một nữ sinh được nhìn thấy vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, đấm vào không khí trong khi học thuộc lòng các từ tiếng Anh dưới ánh đèn đường. Theo người quay phim, cô gái này là một học sinh lớp 11, mỗi ngày thức dậy sớm hơn những người khác một giờ để học vì có mục tiêu rõ ràng hiểu lý do muốn vào đại học và biết tầm quan trọng của việc theo học một trường đại học tốt. Mục đích ban đầu của video có thể là để khuyến khích sinh viên chăm chỉ học tập. Tuy nhiên, cư dân mạng lại có những ý kiến khác nhau. Có người bình luận: "Cô ấy có vẻ hơi điên, ngoài việc học, cô ấy còn làm gì khác không?" Những người khác bày tỏ lo ngại, nói rằng mặc dù việc siêng năng học tập là điều đáng khen ngợi, nhưng họ lại lo lắng hơn về sức khỏe tinh thần của bọn trẻ. Một bài báo có tiêu đề Tại sao ngày càng có nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên? Làm thế nào để ngăn chặn? Do Nhật Báo Pháp Lý công bố vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, trích dẫn dữ liệu khảo sát cho thấy gần 25% thanh thiếu niên Trung Quốc cho biết họ cảm thấy trầm cảm ở mức độ nhẹ hoặc nặng. Trong đó, ít nhất 30 triệu trẻ em và thanh thiếu niên dưới 17 tuổi phải đối mặt với các vấn đề về cảm xúc hoặc hành vi. Cuốn Sách Xanh về Trầm Cảm Quốc gia năm 2022 do People's Daily Health Client và Viện Nghiên cứu Trầm Cảm phối hợp xuất bản cũng chỉ ra rằng tỷ lệ trầm cảm ở giới trẻ đang gia tăng, tỷ lệ trầm cảm ở thanh thiếu niên là 15% đến 20%, trong số bệnh nhân trầm cảm, 50% là học sinh, trong đó 41% đã bỏ học vì trầm cảm. Nhiều bác sĩ cho biết, số lượng phòng khám tâm thần ngoại trú dành cho trẻ vị thành niên và bệnh viện đa khoa ở Trung Quốc đang tăng lên qua từng năm. Trong số đó, tỷ lệ bệnh nhân đến gặp bác sĩ vì các vấn đề về cảm xúc cũng tăng lên hàng năm. Họ đã trở thành một trong những nhóm chính tìm cách điều trị tâm thần cho trẻ em. Bài báo có tựa đề Các vấn đề sức khỏe tâm thần thường xuyên xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên, áp lực đến từ đâu? Tần Hòa xã dẫn lời Chu Vĩnh Tín, thành viên Ủy ban Quốc hội, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và phó chủ tịch Hiệp hội thúc đẩy dân chủ Trung Quốc cho rằng vấn đề tâm lý phổ biến ở học sinh là do áp lực học tập quá mức, thi cử, thứ hạng cao và mối lo ngại của phụ huynh về việc con cái họ mất cơ hội gia nhập tầng lớp xã hội thượng lưu. Tất cả những yếu tố này góp phần làm gia tăng các vấn đề tâm lý của học sinh. Nhật báo Pháp luật chỉ ra rằng tỷ lệ mắc các vấn đề về tâm lý và hành vi ngày càng tăng ở trẻ em và thanh thiếu niên đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai của đất nước và dân tộc. Trên thực tế, liên quan đến nền giáo dục kiểu Trung Quốc, ngay từ năm 2016, một giáo viên cấp cao đã bày tỏ quan điểm của mình: "Giáo dục ngày nay đã trở thành một thảm kịch quốc gia, trẻ em bước vào sáng sủa và thông minh, nhưng bước ra lại ngơ ngác như tượng gỗ." Thái Triều Dương, giáo viên dạy tiếng Trung, đã bày tỏ quan điểm của mình về giá trị của giáo dục trong một bài báo đăng trên NetEase. Ông hỏi, phải chăng giáo dục chỉ đơn thuần là thi cử, vào một trường đại học tốt, đảm bảo một công việc tốt, kết hôn tốt và để thế hệ sau sao chép lại cuộc sống của mình. Theo cách hiểu của ông, giáo dục phải bảo vệ quyền tự do bẩm sinh của một người, kích thích tài năng bẩm sinh, cho phép khám phá bản thân, nuôi dưỡng cá tính và trao quyền cho các cá nhân sống theo ý muốn của mình, dũng cảm dẫn thân, như nhà chết đọc nổi tiếng khan đã nói hay can đảm sử dụng lý trí trong mọi vấn đề ông chỉ ra rằng trước khi trẻ em có thể thực sự hiểu được những lý tưởng này trước khi chúng có năng lượng để khám phá cha mẹ giáo viên và người giám hộ có nên giúp đỡ chúng không thật không may nhiều bậc cha mẹ đang làm hại nhiều hơn lợi cư xử giống mẹ kế của lọ lem giải thêm nhiều đậu hơn tuy nhiên nỗi kinh hoàng của hệ thống giáo dục trung quốc còn vượt xa điều này Đầu tháng 1 năm 2024, một phụ huynh đã dò dỉ một đoạn video gây chấn động toàn mạng xã hội Trung Quốc. Một giáo viên chủ nhiệm tại trường Trung học Phổ thông huyện Tuy, tỉnh Hà Nam đã bắt tất cả học sinh thề độc trong lớp học. Giáo viên, trong lớp học chỉ có học tập. Học sinh, trong lớp chỉ có học tập. Thầy, nếu vi phạm lời thề này. Học sinh nhắc lại, nếu vi phạm lời thề này. Thầy, cả gia đình sẽ chết. Học sinh nhắc lại, cả gia đình sẽ chết. Thầy, cha chết trước rồi đến mẹ. Học sinh nhắc lại, cha chết trước rồi đến mẹ. Người dân phẫn nộ bình luận, thầy đáng sợ quá, đây là lời nguyền. Đây là đội tử thần nhưng người chết là gia đình. Có người cho rằng, dù lý do là gì, là một giáo viên không nên có những hành vi vô nhân đạo như vậy. Nếu học sinh học được những hành vi đó từ thầy cô thì tôi thà để con tôi mù chữ. Dù thất học thì ít nhất các em vẫn là con người. Truyền thông Hoa Kiều cũng trích dẫn phân tích và chỉ ra rằng những giáo viên như vậy chỉ sợ cấp trên chỉ lo lắng về thành tích học tập của học sinh lớp mình và thiếu sự tôn trọng cơ bản nhất đối với cuộc sống và con người học sinh lớn lên trong một môi trường như vậy sẽ quen với việc tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào kể cả những mệnh lệnh vô lý một cách trắng trợn ngay cả khi phải đối mặt với những lời thề liên quan đến sự sống và cái chết của cha mẹ và gia đình họ cũng không hiểu và cũng không dám phản kháng nên giáo dục này dạy họ phải cúi đầu trước uy quyền và không có tư duy độc lập họ không nhận thức được sức mạnh vốn có của mình với tư cách là một con người. Trong đó, có sức mạnh phản kháng vốn là một quyền con người bất khả xâm phạm. Các thành viên trong nhóm, những người mạnh mẽ hơn, sẽ trở thành những người tiểu phấn hồng, được sản xuất hàng loạt bởi hệ thống giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ sợ quyền lực chính trị. Khi trưởng thành, họ trở thành những người không tôn trọng nhân phẩm, không quý trọng cuộc sống, đối lập với giá trị phổ thông và vui mừng khi quốc gia thù địch như Mỹ, Nhật, Đài Loan gặp tai nạn hoặc thiên tai, tranh đấu với quyền uy độc tài để áp bức người khác. Họ hung hãn vận động thế giới chống lại bất kỳ ai hoặc bất kỳ quan điểm nào mà họ không thích. Phân tích còn nói, đây là một sự việc kỳ quái. Hệ thống giáo dục và văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa giáo dục trẻ em phải dũng cảm tiến tới, dám đấu tranh, kiên trì về công lý và hiến dâng cho Tổ quốc, nhưng đồng thời lại biến chúng thành những kẻ hèn nhát, giữ im lặng ngay cả khi đối mặt với cái chết của cha mẹ. Đó chính là quá trình nuôi dưỡng những tiểu phấn hồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày. Mai Anh và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.